Chào anh em nha. Hôm nay thì chào anh em chứng khoán nha. Hôm nay mình sẽ phân tích một chút về thị trường, về chứng khoán Việt Nam nha. Thì anh em biết đấy là hiện tại thì dòng VN Index ấy nó đang gặp một cái kháng cự rất là mạnh ở cái vùng 1.250, 1.280 anh em. Đây là một cái vùng kháng cự khá là mạnh đấy, rất là nhiều lần trước đây nó đi lên đây và nó bị đạp xuống rất là mạnh, chứng tỏ đây là một vùng bán rất mạnh của thị trường nha. Đây thị trường anh em này, thì hiện tại thì nó đi ngang 2 tuần thì mình thấy cái lực bán ở vùng này rất là mạnh nhá, nhưng mà đây là chỉ số thôi anh em ạ. Đây là chỉ số, còn hiện tại là chúng ta phải tập trung vào mid cap, bởi vì là mình nói mình xác định là cái sóng này là cái sóng uptrend của VN30. Thì hiện tại là cái dòng tiền lớn là vào thị trường chứng khoán Việt Nam rất là tăng anh em này, khối lượng nó tăng anh em này, dòng tiền vào rất là mạnh. Nhưng mà để mà mình nghĩ để mà để cho thị trường ấy nó vượt qua cái vùng 1250, 1270 này thì nó cần một thời gian dài đấy anh em ạ. Khả năng là hiện tại là chưa vượt qua được đâu, nhưng mà mình nghĩ mà để sập sâu thì cũng chưa nha. Thì mình nghĩ là khả năng là sắp tới ấy, thằng VN Index này nó sẽ vận động ở ở cái vùng 1250 đến 1200, tức là nó vận động ở vùng này. Thế còn là còn để mà bảo để mà nó sập sâu thì chưa nhá, trong bối cảnh này là chưa, bởi vì chưa có lý do gì nó phải sập sâu như thế hết nha. Bây giờ thì tín phiếu thì cái đó mình nghĩ là thông tin đó là nói chung là cứ ra đi ra lại này không ảnh hưởng mấy đấy. Hôm nay là một cái cây thanh khoản rất là to này, nhưng mà khối lượng bắt đáy ở phía dưới này cũng rất là mạnh nhá, khối lượng này này nó vẫn còn giữ được cái hỗ trợ 1234, nó chưa gãy đấy, khối lượng rất là mạnh đấy, chứng tỏ là cá mập cá con nó cũng bán hàng rất là nhiều, mà cá mập nó cũng đỡ cũng khá là mạnh đấy, anh em ạ nhá. Đấy, nhưng mà quan trọng hơn đấy là chúng ta có một cái tín hiệu rất là tốt nhá, từ cái dòng bất động sản. Cái dòng bất động sản này mình nói ra rất là nhiều lần rồi, mình đã bảo là nó đang trong quá trình tích lũy nhá, trong quá trình tích lũy để nó tăng, để nó vào đại sóng, chứ không phải là tích lũy để sập, anh hiểu chưa? Cho nên là cái này là mình nói trong group của mình hàng trăm lần rồi, mình nói từ tháng 11 đi, khi mà nó nhảy vào tích lũy ở đây anh em này, thì mình đã bảo là nó khả năng nó đi trong này một thời gian khoảng 3-4 tháng gì đấy, và hiện tại thực tế nó đã tích lũy bao nhiêu anh em? Đây này, con đích này này là tích lũy tận gần 3 tháng anh em ạ nhá, hơn 3 tháng đấy tích lũy, và hiện tại nó đã phá nền đi qua với khối lượng rất là cao nhá. Đây là một tín hiệu cực kỳ tốt trong trung và dài hạn của bọn bất động sản, hiểu chưa? Bọn bất động sản ấy thì nó xấu thì nó đã xấu cả rồi, mà bây giờ ấy mình nghĩ là cuối năm nay đấy và năm sau thì bọn bất động sản chắc chắn nó sẽ được có rất nhiều, sẽ rất nhiều được nhà nước hỗ trợ ấy để nó phát triển kinh tế ấy. Tại vì là kinh tế Việt Nam bây giờ đang mắc kẹt anh em ạ, kinh tế Việt Nam đang yếu, do vậy là nhà nước bắt buộc phải khai thông cái dòng bất động sản này. Do vậy là bằng bất động sản này sắp tới nó sẽ khả năng nó sẽ hỗ trợ rất là mạnh, và anh em biết không, thị trường cái chứng khoán này nó sẽ đi trước cái kinh tế, nó đi trước nó gọi là nó kỳ vọng ấy, thì bất động sản này là cuối năm nay mình cái kỳ vọng rất là cao đấy. Do vậy là với là cộng với cái chart phân tích kỹ thuật như thế này ấy, nó đã bứt nền, giống trường hợp anh em này, nó đã bứt nền anh em này. Mỗi khi nó mới dòng bất động sản tích lũy xong nhá, đây này, nó sóng là nó bứt nền đi lên đấy, thì nó chạy rất là mạnh nhá. Thì còn bọn con đích này cũng như thế, con đích này hiện tại nó đang dần sóng này đấy, nói chung là nó tích lũy. Bữa giờ mình bảo anh em ở trong cái vùng này là anh em cứ góp thoải mái, tại vì là sao, tại vì là nó tích lũy đấy, cùng lắm một cái nhịp rũ như này nó đẩy lên thôi, nhưng con đích này nó không rũ, nó rũ không mạnh lắm anh em ạ. Đấy, do vậy là thằng này là sắp tới là khả năng là nó sẽ dùng DGC anh em này. Cái con DGC này này, cái con DGC nhá, nó cũng tích lũy giống như vài thằng bất động sản đúng không anh em, cái này, và nó cũng đánh một nhịp rũ khá là hay này. Đây anh em này, đánh một nhịp rũ khá là hay nhá. Đấy, xong nó đẩy rất là mạnh. Đấy, con là PR của chúng ta này, PR cũng thế. PR thì hôm nay có một cái điều, nó là cũng có một cái xuất hiện cái mô hình rũ rồi anh em. Đây này, em nhìn thấy không, rũ đây này đấy, nó cũng đang tích lũy ở trong một mô hình đấy, và xuất hiện một nhịp rũ ngày hôm nay ấy. Ngày hôm nay thị trường Việt Nam Index nó giảm tận, mình nhớ là lúc đỉnh điểm của nó là phải giảm 40 điểm anh em ạ, nhà 40 điểm. Nhưng mà cái dòng bất động sản của chúng ta này nó lúc đầu nó cũng gãy, nhưng ngay lập tức có một lực bắt đáy rất rất là mạnh đấy, cái khúc này anh em này, cái khúc này này
là cá con nó bán xả này, ra xả hàng. Nhưng đoạn này là cá mập nó mè và nó bắt nó đẩy nó gom hàng lại của cá con. Anh em hiểu chưa? Thì tại vì sao lại bọn 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 nhà cái nó phải đánh như thế này? Đó là tại vì là thằng bất động sản ấy bấy lâu nay là một cổ phiếu đầu cơ rất là mạnh. Và hiện tại là cổ phiếu bất động sản là một cổ phiếu mà cá con nó đu bám cực kỳ mạnh anh em ạ. Do vậy là nó phải đánh rất là khó chịu và rung rũ kiểu này. Anh em thử nghĩ thêm, anh em mà cầm cái cầm 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 cái con bất động sản này này, anh em cầm 3 3 4 tháng mà thằng này không tăng, nó chỉ tích lũy đi ngang thôi, mà tự nhiên nó phá này đi xuống thì anh em gì, anh em kiểu gì cũng cắt đúng không? Hoặc là hôm nay thì VN Index nó sập rất là sâu, nó sạch 40 điểm, anh em chả hoảng loạn bán đi, thì tất cả hầu như các cái KOL blogger ấy họ sẽ nhảy vào bảo là ở bất động sản bây giờ mà thị trường không tăng thì thị trường tăng mà bất động sản không tăng, bây giờ thị trường mà sập thì bất động sản cũng đi bụi đúng không? Hay nghe chúng ta nghe câu đó, nhưng mà không phải, nhưng mà lái mình thấy lái bất động sản đánh rất là khét nha. Nó lợi dụng cái cú rú bỏ của thị trường này, của VN30 sập này, với lại là cái độ thị trạc của con này bữa giờ nặng mông này, nó lấy hàng của cám con rất là hay nha. Đặc biệt là đít này, đít đá, đít hiện tại là gọi là mẫu hình của đít là đẹp nhất anh em ạ nha, mẫu hình của đít hiện tại là đẹp nhất và nó cũng đã xác nhận đi vào sóng tăng rồi anh em ạ. Anh em nào học quýt cọp ấy, anh em sẽ biết là nguyên nhân và kết quả đấy. Cái quá trình bứt này là đó là nguyên nhân của một cái quá trình tích lũy 4 tháng nhá. Đi ngang 4 tháng chứ không phải là tự nhiên nó bứt đâu. Do vậy là nó bứt đây là dễ là trường hợp nó kéo hẳn đấy đấy. Mà con đích nó tăng thì con PR hay DXY cởi tăng hết nhá. Tất cả mọi dòng bất động sản hôm nay được hưởng lợi. Đấy. Đấy, và mình cũng nói với anh em thế nào nhỉ? Và mình nói với anh em như này, đó là khi mà thị trường ấy, mình trước đây mình cũng nói với anh em rất là nhiều lần rồi, đó là khi thị trường nó tăng này, VN30 nó kéo, nó VN30 nó kéo này mà bất động sản không tăng, thì để mà dòng tiền nó luân chuyển từ VN30 ấy sang cổ phiếu bất động sản ấy thì bắt buộc phải có những nhịp rũ bỏ rất mạnh của VN30 đúng không? Mình đã nói rất là nhiều lần ở trên TikTok rồi đúng không? Phải có nhịp rũ bỏ rất là mạnh của VN30 mà khi mà VN30 nó rũ bỏ ấy, đó là chính là cơ hội nó dòng tiền nó thoát từ cái dòng mà ngân hàng với cái dòng mà bữa giờ nó tăng nóng anh em ạ, chứng khoán chẳng hạn, thì bắt đầu cái dòng tiền để bắt đầu mình có thể luân chuyển sang bất động sản được. Do vậy là VN30 sập đi sập, nhưng mà bất động sản chúng ta đoạn này là cổ phiếu cực kỳ phân hóa, do vậy anh em hãy tập trung vào đường giá nhá, hãy tập trung vào cổ phiếu của mình, đừng quan tâm chỉ số lắm nhá. Đấy, do vậy là anh em cứ nắm bất động sản đi, ôm đi, hầu như tất cả bất động sản nó đều brick này anh em này, HDC này, HQC này này, rất nhiều nha, không phải là mỗi PR đâu, CAI này, tất cả rất là nhiều bất động sản nha. Thế có phải dự báo của chúng ta là sắp tới có thể có sóng bất động sản rất là mạnh đấy. Mà mình nghĩ là tham minh của mình là tháng 4, tháng 5, tháng 6 là 3 tháng đồng điểm của bất động sản đấy anh em nhá. Đấy. Hôm VRE của đây, nói chung là anh em đừng quan tâm chỉ số lắm. Con chỉ số thì nhìn thì nó xấu thật, nhưng mà phải có những cái cú sập mạnh của chỉ số này mới luân chuyển để dòng tiền đấy anh em, không nếu mà chỉ số nó cứ tăng mãi là cái bọn bất động sản ngân hàng nó cứ tăng, rồi bọn chứng khoán với lại ngân hàng nó cứ tăng thôi, tiền không thoát ra được nha. Đấy. Nói chung là hiện tại dòng tiền vào bất động sản cực cực kỳ tốt nha anh em. Thế thôi anh em mà mình chia sẻ vậy thôi, để anh em nắm được, anh em yên tâm cầm nắm giữ bất động sản nhá. Còn nói ra này đừng quan tâm chỉ số lắm. Chỉ số thằng chỉ số này lên, bất động sản không lên thì thằng chỉ số này bây giờ xuống nhá. Thì thằng bất động sản nó cũng không xuống đâu anh em ạ, yên tâm đi nhá. Cái gì cũng phải tương quan hết. Thôi thêm bậy anh em nhá.